Xin chào tất cả các bạn đến với các con vật đồ chơi của mình. Hôm nay mình đưa các bạn ấy ra ngoài công viên chơi. Và chúng mình cùng chơi với các bạn ấy các bạn ơi. Mình sẽ chơi với bạn vịt này. Chúng mình sẽ chơi với bạn bò sữa. Bò sữa màu xanh. Và chúng mình sẽ chơi với các bạn trâu. Bạn trâu màu vàng này. Bạn này rất ngoan, giúp bố mẹ chăn trâu, giúp bố mẹ các bạn. Mình sẽ chơi với bạn cá này. Là hai bạn cá của mình. Bây giờ chúng mình sẽ chơi với bạn lợn nào. Bạn lợn nha. Bạn lợn ùn ỉn đấy. Chào các bạn nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh con bò sữa, các con vật đồ chơi của mình. Thì kênh mình chuyên gì với các con vật các bạn ơi. Các bạn hãy xem và chia sẻ các con vật này, các video này đến nhiều người để cho các em bé được xem video này nhiều hơn. Các em bé rất thích các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn.